Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2018. Thì Bình Sơn vừa về một chiếc máy phát điện Zanmai IDG350E. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được hình thức qua video chúng tôi đang quay rất là rõ nét đây rồi. Và chiếc này nó khác với chiếc kia. Chúng tôi vừa về một chiếc kia là chiếc 300VS và chiếc này là chiếc 6500S. Chiếc này là công suất 6,5kW, chiếc cây trục đứng này. Chiếc này là 300VS và chiếc này là 3350E. Chiếc này là 3,5kW. Chiếc này công suất lớn hơn trước kia một chút. Ok. Thì các bạn có thể thấy được hình thức của chiếc này còn tương đối là đẹp. Máy này nó không có thùng cách âm chống ồn, nhưng mà cái tiếng ồn của nó cũng không quá to so với cả cái máy 300VS kia. Nếu mà các bạn có cái nhà chúng ta rộng ấy, khu vực sân vườn thì chúng ta sử dụng nó rất là ổn định. Rất là ổn định và tiết kiệm. Nếu mà chúng ta xây quây lên một cái phòng nhiều cách âm ấy, chống ồn thì nó cũng rất là êm. Máy rau ưu điểm của nó so với máy xăng thì các bạn có thể thấy phần động cơ của nó sẽ khỏe hơn động cơ máy xăng. Thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này thì nó chạy các bạn chạy khoảng 2 tiếng mới hết 1 lít dầu. Còn nếu mà một chiếc 3,5kW mà máy xăng thì nó sẽ phải hơn 1 lít dầu, à hơn 1 lít xăng một tiếng. Thì nó tiết kiệm được một nửa cho chúng ta cái tiền nhiên liệu vật liệu. Để khi mà máy vận hành trong thời gian liên tục thì các bạn không phải đắn đo quá nhiều về tiền chi phí nhiên liệu. Chiếc này thì các bạn có thể thấy được nó lộ thiên luôn phần củ phát kia, củ phát tất nhiên Zanma dùng củ phát đặc trưng của nó là Kukusan. Động cơ này là động cơ Zanma L mấy đó thì tôi cũng không rõ chưa xét. Thì các bạn thấy được chiếc này thì nó khởi động là vừa đề nổ và vừa giật nổ. Chiếc này vừa đề vừa giật các bạn nhá. Động cơ Zanma chứ danh về dầu diesel. Đặc biệt luôn là các bạn có thể thấy được phần củ phát của Zanma thì đều sử dụng củ phát Hitachi. Đó, đây là phần các bạn có thể đỡ ốc quy đây. Cái này rất là tiện dụng. Như các bạn thấy chiếc 300VS như thế này thì nó chỉ có đề nổ thôi, nó không có giật nổ. Chiếc này nó hay hơn một chút là khi chúng ta sử dụng mà nó bị hết ốc quy thì chúng ta có thể có giật nổ sơ cua, rất là tiện. Ok, đây là phần ổ cắm, đây là phần công tắc đề. Công tắc đề, ổ cắm, ba chân, át. Rất là tiện dụng. Bình xăng tương đối lớn. Bình dầu của chiếc này tương đối lớn. Chiếc này theo tôi thì cái dung tích của nó khoảng 10 lít. 10 lít đấy, đến 10 lít. Rất là ổn. Củ phát đây. Bản tablo các bạn thấy củ đề rất là to. Biệt luôn, củ đề rất là to. Tôi sẽ quay một chút chi tiết để cho các bạn thấy được cái tem phần động cơ nào đây. Chúng ta sẽ chui rúc vào đây một chút. Đây nó sử dụng động cơ L7 tua nhanh 3600 vòng. 3600 vòng thì nó hơi ổn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, nó sẽ ở mức độ ổn cho phép. Các bạn muốn mua những cái dòng máy tua chậm ấy thì các bạn phải mua dòng tầm 10k trở lên thì bắt đầu nó mới có tua chậm. Còn những cái dòng máy gia đình công suất dưới 10k thì ít tua chậm lắm, toàn tua nhanh thôi. Tua nhanh cũng được thì sao, đúng không? Ok. Quan trọng ấy là chiếc này giá nó sẽ rất là hợp ví so với những chiếc 300VS kia. Nếu chiếc 300VS như thế này với công suất của nó gần 3 kg ấy mà đẹp như thế này thì giá của cái chiếc kia kìa nó sẽ đắt hơn chiếc này rất là nhiều. Do đó chiếc này giá cả nó cũng rất là phù hợp với cả nhu cầu của chúng ta mà chúng ta không quá yêu cầu cao về cái độ ồn. Ok, nói nhiều, nói mãi, nói lan man, nói liên thiên thì chúng tôi sẽ giật nổ cho các bạn thử cảm nhận được cái khả năng vận hành và cái tiếng ồn nó như thế nào. Các bạn có thể đánh giá chi tiết nhất được một cách khách quan, trực quan. Đây, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khi mà các bạn nổ thì các bạn có thể ấn nắp xuống. Đây là chúng ta giật nhá. Ấn nắp xuống, đưa công tắc về vị trí mở. Chúng ta để rồi, ok. Giật dứt khoát.
ok. Đây chúng tôi sẽ giật nổ lại cho bạn coi. Ấn nắp xuống em. Các bạn khi mà mua hàng thì các bạn vui lòng liên hệ chúng tôi qua số điện thoại 0961349345. Và hiện tại chiếc này chỉ còn một chiếc thôi. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì các bạn vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào. Các bạn vui lòng like và subscribe cho Điện Máy Minh Sơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chào.